tàu cẩm mày, không được đụng tới anh ấy. Tới giờ này rồi mà còn lụy tình, còn binh cho gã Sáu Thanh đó nữa hả? Cái táp này là tao trả cho mày món nợ, mày gieo cái gì thì mày gắt cái đó. Mày giật bồ tao thì mày phải chịu lãnh hậu quả như vậy thôi. Mày nói cái gì hả? Mày nói cái gì? Hãy nói chuyện tay lại đi. Mày nói cái gì hả? Chị nói ngu hả? Lại là cô nữa, mới trở lại làm mà đã gây rối rồi. Tôi không chấp nhận được thái độ của cô đâu nha. Cô nghĩ việc đi. Anh đừng nói nhiều, viết đơn cho tôi. Còn cô đó, nếu mà một lần nữa là tôi đuổi việc cô luôn đó. Dạ em biết rồi anh, tại người ta kiếm chuyện thôi chứ đâu phải tại em. Đừng có cười trên nỗi đau khổ của người khác. Có ngày mày sẽ đau khổ hơn như vậy đó. Mày khỏi lo cho tao, mày về mày lo cho thân gái vô duyên của mày á. Thôi, cô đi về đi. Tôi không có nhận cô làm nữa đâu. Cô đi về đi.